Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhớ bấm nút like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nha. Tiếp tục video này, mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình góp nhận tóc cần có ký hiệu là Safi Cap nha bạn. Thì để tham gia giai hôm nay, các bạn cần click phần link mô tả dưới video và tham gia start chatbot nha bạn. Tóc cần này nó sẽ list trên sàn La Tóc Cần các bạn. Mình sẽ nhận được 10 tóc cần HFC nha bạn. Rồi nhiệm vụ đầu tiên, các bạn follow Twitter, mình join hết tất cả các trang mạng xã hội đi các bạn. Join group nè. Rồi các bạn đăng ký kênh YouTube nữa nè. Join kênh group nè. Bắt up lên nè, join tiếp kênh seller nè. Rồi bạn bắt up lên nè. Bạn follow Twitter. Trên tờ Twitter bạn theo dõi nè. Các bạn like nè, giờ các bạn tự quyết lên nha các bạn. Rồi các bạn bắt up lên nè. Các bạn nút chat. Rồi các bạn bấm join AirDrop nè. Chương trình AirDrop này nó sẽ end vào ngày 28 tháng 7 và phân phối vào ngày 30 tháng 7 nha các bạn. Rồi các bạn bấm submit đi tên nè. Rồi các bạn điền lưu username Telegram của tất cả các bạn đã follow dán cùng. Rồi các bạn nhấp vào ba anh cùng, nhấp vào setting nè. Các bạn copy username mình chỗ này nè các bạn, a không anh 5 số 2. Cộng anh 5 số 2, 1 2 3 4 5. Và bạn gửi cho bot nè. Tiếp tục các bạn gửi đường link và profile từ Twitter mình nè. Thì bạn mang Twitter mình ra nè. Qua nhấp vào 2 gạch cùng, nhấp vào 1 hồ sơ nè. Bạn nhấp vào 3 gạch cùng, nhấp vào chia sẻ nè. Rồi sắp chấp liên kết nè. Rồi gửi cho bot nè. Tiếp tục gửi đường link và profile YouTube mình nha các bạn. Rồi nha các bạn gửi đường link YouTube mình nha các bạn. Tiếp tục bạn gửi địa chỉ VPNB cho mình trên bet20.chocolate nha bạn. Rồi anh sẽ chép ra. Rồi gửi cho bot nè. Tiếp tục bấm balance để chết số cần kiếm được nè. Mình đã nhận được 10 tập cần nè. Bấm withdraw. Get link. Quan diện lên ghép chia sẻ trong bè những cái thằng để kiếm thêm tôi cần nha các bạn. Vậy video mình đến kết thúc, mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn những video clip tiếp theo tụi mình nhé.